Đây là phòng dạy học nha các bạn. Mở cửa bên kia luôn nói ơi. Mở cửa bật đèn bên phòng ngủ luôn, của học sinh lên luôn. Đây là phòng dạy học nha các bạn. Học sinh tới đây là học nghề là ở phòng này. Mới vừa xong hết luôn. Hoàn thiện sạch sẽ, lau chùi hết trơn. Còn bên kia là phòng ngủ của học sinh. Những học sinh xa nhà có thể ở lại tiệm ngủ nha. Đây là bên đây phòng ngủ học sinh. Ở đây gắn camera hết á. Phòng ngủ của học sinh. Có tivi rồi này nọ, có giường này. Chào các bạn nha, đây là phòng dạy học tiệm. Mình quay một vòng bao quát cho các bạn coi thử ha. Mới vừa xong. Còn thơm mùi sơn. Vừa mới xong luôn nha. Bên đây là phòng dạy học. Còn bên kia là phòng ngủ của học sinh ở xa nhà có thể ở lại tiệm. Đăng ký ở lại tiệm cũng được nha. Đó, bao quát đâu, bao quát phòng phòng học, phòng này là phòng dạy học nha các bạn. Có máy lạnh, có quạt hút học ngồi máy lạnh nha. Ở đây ngoài ban công, cái bên là phòng ngủ của học sinh ở lại tiệm. Khi học sinh xa nhà có thể đăng ký ở lại tiệm nha. Đây có tivi, có giường nệm, có đầy đủ hết. Ở đây phải sạch sẽ nha các bạn, cho nên là mỗi buổi sáng là quét dọn lau chùi. Đây là phòng ngủ của học sinh. Có gắn camera đồ này nọ nha. Ra đi. Đây phòng dạy học. Một phòng này chỉ ra dạy 10 người. Có máy lạnh luôn nha. Lúc học là sẽ có máy lạnh. Đó, có máy lạnh. Xin ngủ đây nha. Nhìn nhái không? Đó là nhìn nhái có gần 7 con rồi. Trời sao không có tiền đi nó mua 15 ngàn ba mấy con rồi mua rồi trời. 7 con này là có 10 ngàn thôi, nay nó hết rồi. Mắc ghê. Nó có té đâu mà sợ. Đứng uống từng rồi.
Gì hả con, để nó ăn con đó. Ăn rồi, vừa xuống tóc này nè. Ăn chậm quá cho nên nó bận cái kia. Mấy này phải cho chê vô ăn mới đủ đó. Kêu nhỏ đi. Xong bỏ con rồi bỏ vô là mấy con kia ăn con nè. Con cái kén này đó. Chú nhỏ chứ, chứ không có trong toilet đâu. Đưa lên lại đại đi hỏi lửa. Mang lên rồi. Có thể cho em thử gọng thầy lửa. Con nước đây nó bị hụt chưa? Ra coi cái anh dồi nó bị xả không nha. Để nó. Để. Lấy tô, con kêu điện nó quán quán tiếp nó không thôi. Thank you.
lớn con ra chợ này coi coi có không. Xe này nó ăn nó đủ đâu. Bây giờ không có nào còn nữa. Cá rô là chợ, cá rô. Cá rô á. Chắc là cũng có gì nó ăn mới đủ cái này. Chợ mấy anh nghỉ mà. Hả? Chợ mấy anh nghỉ. Chợ mấy anh nghỉ chữ nè. Ở đó đi muộn này nó cười hết rồi. Cái này nó đủ rồi, hàng dưới đây mà nó ăn mấy cá này giống như súc miệng. Gì đó? Nó xuyên gió. Để nghe cái dung dương của mình nè. Mày mua cho nó đi. Con gọt vỏ rửa tay sạch sẽ cho mày. Người lớn ăn á là bụng
rửa tay sẽ lọt nhỏ. Nó lọt cho cái xong hay là lột ra. Cái đó lột có cái gì? Lọt nhỏ hay quen lọt lọt gì? Dạ. Rồi, nó ăn
chưa cho ăn nhiều. Con khủng lắm không? Trên có 10 con, ăn có 10 con rồi, cá đồng nó hỏi khủng nó nhái, cho nó ăn cái này đỡ, ai cho ăn cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày nhìn hồ toàn là cá con luôn. Vậy lúc nào cũng bị vậy hay sao? Như lúc đầu là đưa là con tỉnh xong rồi con ngủ rồi. Nó đâu có cầm cái nút ra để cầm gì được. Không biết mày cầm cái gì luôn á. Uống nước xong như uống nước rồi.